Hello mọi người, Hannah đây, rất vui gặp lại mọi người trong video mới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một bản mắt mới toanh đến từ nhà Lemonade và chiều Quách Anh nhé. Bản mắt 16 màu rất là xịn sò và mình cũng đang rất là hóng hớt muốn unboxing em này lắm rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video luôn nha. Lần này chị Anh cũng đầu tư vào phần packaging thật là điều nghệ, còn lần này tuy hộp giấy ngoài không quá cầu kỳ hay kiểu cách, nhưng những màu sắc này là ảnh thật mà team và chị đã dày công sắp xếp và chụp ra y hệt để được một bao bì như thế luôn. Nghe là thấy xịn sò rồi luôn nè. Bên trong sẽ có slogan và mút đệm để bao lấy bản mắt nhé. Các bạn không sợ gặp vấn đề trong lúc vận chuyển đâu. Để ý kỹ thì chỗ nào giấy bóng sẽ là minh họa cho chất phấn nhũ nè mọi người. Còn lại thì giấy nhám sẽ miêu tả chất phấn lì á. Hay ha. Mở ra chúng ta sẽ có ngay một bản mắt hình vuông với nắp kính bóng sáng và đầy lên rất là cứng cáp. Phần thân thì full đen, màu này sẽ giúp bản mắt luôn sạch sẽ nè. Kích thước to hơn mình nghĩ nha, cỡ hơn một bàn tay và tầm 10cm. Chỗ mở sẽ nằm bên dưới hộp, còn bên thân sẽ có một chiếc siêu tròn nhỏ chắc chắn. Chan, bạn mắt đây rồi, nhìn mê ly chưa? Đập vào mắt mình toàn là những màu quá dễ thương, một số nhũ nhìn khá là mịn. Còn có các ô dập nổi logo và tên nữa nhìn mê thật sự. Bạn cũng có gương luôn nha, rất là tiện, vừa cầm vừa make up được, không sợ lỉnh kỉnh. Bây giờ mình sẽ swatch nhanh 16 màu lên tay để các bạn có thể cảm nhận được khả năng lên màu và chất phấn sẽ như thế nào nhé. Thứ tự swatch thì mình sẽ đi từ trái sang phải và từ trên xuống dưới nha. Cảm nhận về cái ô nhũ đó là cực kỳ mịn luôn, không bay tứ tung. Còn các màu lì lại lên màu chuẩn, đậm và rõ nét. Nhìn cận cảnh các màu sẽ mê xỉu luôn đó các bạn ạ. Bây giờ nhanh nhanh cùng mình làm một eyelid sáng tạo để xem có thể đẹp đến cỡ nào. Đầu tiên thì mình sẽ dùng cọ lấy một ít nhũ mịn và dùng cọ tan cho phần nhũ kiểu rơi rơi tự nhiên lên trên bầu mắt của mình. Không quá nhiều nhũ nhưng mà mình đã thấy được khả năng bắt sáng của nhũ rất là đẹp ở dưới ánh đèn nè. Sau đó mình dùng một màu hồng để nhấn vào phần cuối đuôi mắt trên. Dùng cọ blend ra để hòa vào nhũ luôn. Màu hồng này mình sẽ phát lên cao cao một chút. Màu lên rất là vừa phải, bạn nào muốn đậm thì có thể dậm thêm nhiều lớp. Kế đến mình sẽ dùng cọ nhỏ hơn để lấy màu cam đậm nhất bản. Nhấn vào phần cuối đôi mắt dưới. Màu này mình nghĩ đến cái eyelid mùa hè thì là hết sảy. Mình blend cho màu này rộng nhất có thể, gần như là hạt màu má luôn cho đáng yêu nha. Sử dụng đến màu vàng đất để nhấn vào phần đầu mắt cho mới mẻ hơn. Tiếp theo mình sẽ dùng màu tím duy nhất trong bản mắt để nhấn vào phần khối mắt liền với phần sống mũi và một chút xíu nữa ở phần xương chân mày. Rồi mình dùng kem che khuyết điểm để tạo đường kết riêng cho mấy chị trên đuôi jean nè. Thêm một đường kết cao nữa cho nó độc lạ. Sau đó thì mình sẽ dùng cọ nhấn lại màu tím cho rõ nét hơn nha. Các màu mình dùng đang rất là ngẫu nhiên nhưng hay ho là chúng rất hợp với nhau. Bây giờ thì mình sẽ dùng cọ dẹt để lấy nhũ mắt đẹp nhất bản và kéo một đường siêu ống vào bên trong cái đường cut ri vừa rồi. Ui là trời, mọi người xem kìa, nó thật sự quá bóng luôn á, đẹp xỉu luôn. Cuối cùng nữa thì mình sẽ dùng tay tán cái màu nhũ cam đồng vào bầu mắt dưới và cả bầu mắt trên nhé. Giờ mình sẽ kẻ mắt với đường liner bay một chút. Mình dùng bút Super Tiger của Lemonade luôn, màu đen nhé. Rồi bấm mi cong vuốt ở phần giữa mắt. Xong xong mình sẽ chút mi thiệt là dài và dây. Mình cũng dùng mascara của nhà Lemonade luôn. Đừng quên thêm cả mi dưới để cho mắt thêm to tròn. Mình dùng chì xé để kẻ nhà một đường bọng mắt giả rồi tán mắt ra cho mắt thêm to. Vậy là mình đã hoàn thành eyelid sáng tạo về bằng mắt aesthetic của nhà Lemonade rồi. Các bạn thấy thế nào? Hãy like nếu thích video này và đừng quên sub để ủng hộ mình nữa nha. Bye bye và hẹn gặp mọi người trong các video tiếp theo.